sau cái ngày gặp đó là khoảng 3 đêm mà thức trắng, cứ tương tư vợ giống như là tình yêu sét đánh vậy. Ảnh khẳng định là em không có ghen cho nên ảnh cho người ta chụp luôn. Thì em mới tức quá, ấm ức quá là nói không lại ảnh, rồi cái gọi về nhà cho ba mẹ chồng em. Vật chất thì ảnh không có cho em được nhiều, nhưng mà cái tình cảm thì chắc chắn. Nhưng mà thật sự là những cái gì ảnh nói được thì ảnh đã làm được hết. Mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai em. Dạ em chào anh Quốc Thần, chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Minh Pháp, quê em ở Tây Ninh. Em làm việc ở Bình Dương. Em tên là Nguyễn Thị An ạ, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Cơ duyên nào mà hai em gặp nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Đó là hai vợ chồng em có quen một cô bạn là cô bạn chung. Rồi cô bạn đó rủ đi uống cà phê, rồi rủ vợ bạn em đi ăn bột chiên. Hai vợ chồng em gặp nhau. Tức là em quen cái cô bạn đó là quen theo cái kiểu gì? Thực ra là cô bạn đó là làm chung với mẹ em. Mẹ em cũng thích là tính tình của cô bạn đó, cũng là muốn cho hai em tìm hiểu nhau. Có nghĩa là cái cô bạn đó là gia đình em muốn em tìm hiểu. Dạ. Rồi còn em quen cái cô bạn đó là với cái kiểu như thế nào? Dạ, em cũng là bạn. Rồi mà tại sao lại không chịu cô kia mà lại chịu cô này? Cô này có gì đặc biệt không? Thì đó, bởi vậy. Lúc đầu mà gặp vợ em á thì thấy vợ em nói chuyện rất là thành thật với nhỏ nhắn mà lại rất xinh. Sau cái ngày gặp đó là khoảng 3 đêm mà thức trắng, cứ tương tư vợ giống như là tình yêu sét đánh vậy. Tương tư vợ rồi xong rồi đối với cô bạn kia thì sao? Có cảm thấy có một chút áy náy không? Dạ tại vì cô bạn kia là chỉ mới nhắn tin giống như bạn bè bình thường thôi chị. Vậy thì em gặp ảnh thì về nhà có nhớ anh không? Dạ đối với em thì lần đầu tiên gặp cũng có chút là gọi là có thiện cảm với ảnh á, tại nhìn ảnh hiền á. Chắc chắn là em sẽ là người chủ động là tán tỉnh cô gái này đúng không? Suy nghĩ đủ mọi cách, sau một thời gian mà nhắn tin qua lại khoảng hơn một tháng á thì có rủ vợ em đi Vũng Tàu, đúng là ngày sinh nhật của vợ em. Rồi em lên kế hoạch là tặng quà rồi tỏ tình ở ngoài biển luôn. Rồi ở Vũng Tàu mấy bữa? Ở Vũng Tàu 2 hôm chị. 2 hôm? Rồi hai đứa ở đâu? Bắt đầu đi là em suy nghĩ không biết là thuê 2 phòng hay 1 phòng. Nhưng mà đi đến đó thì khách sạn hết phòng. Còn 1 phòng thôi. 1 phòng mấy giường? Phòng cũng có 1 giường thôi. Trời ơi. Lúc đó mấy anh ở trong công ty á biết em đi chơi vậy đó, rồi cứ nhắn tin gọi điện nói mà đừng có manh động quá nha. Đừng có làm gì quá mới có vợ được, chứ làm quá là không được. Hồi đêm đó không có làm gì không em? Dạ không. Một chuyến đi rất là an toàn đúng không? Và sau đó thì về là bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ chắc cũng khoảng gần 1 năm á. 1 năm sau lúc mà cái ngày đám cưới thì bắt đầu mới có đêm động phòng. Dạ. Vui không? Cũng vui lắm vậy, nhưng mà lúc đó mà đám cưới xong á thì hai vợ chồng cũng mệt lắm rồi. Mệt chứ sao không mệt, uống rượu rồi chúc bàn đồ mệt. Vợ em thì lúc đó nằm một chỗ rồi, mệt nhiều lắm rồi. Gặp là đêm động phòng nên cũng nói vợ cố gắng đi vậy để có kỷ niệm sau này. Vợ nghe lời không? Dạ vợ cũng nghe lời, nhưng mà lúc đó thì phòng của ba mẹ đó ở sát phòng của em, rồi hai vợ chồng em của em cũng gần đó. Nên hai vợ chồng cứ rón rén. Trời ơi. Không có thoải mái cái suy nghĩ của mình. Đó tại vì thường dạ. Ai cũng vậy, cái cặp cô dâu chú rể là thường cái đêm tân hôn á là ai cũng mệt mỏi hết. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa nào ghen nào? Vợ em vậy. Tại sao em lại ghen với ảnh? Tại vì cái lần đó là ảnh đi đám cưới bạn á. Ảnh đi về khuya lắm, ở nhà thì em cứ trông á, em sợ ảnh say rượu á, rồi ảnh chạy xe rồi không biết có sao không á. Rồi xong cái ngày đó khoảng mấy ngày sau vô tình em thấy được cái hình của ảnh với một cái cô bạn nữa, như là bị chụp lén á, kiểu như là ảnh nhiều nhiều chứ cũng chưa hẳn lắm ta, tại hình cũng mờ mờ á. Lúc đó em vừa thấy hình em không cần biết, em gửi lại cái tấm hình đó cho ảnh liền luôn. Ảnh cứ gửi cái mặt cười, ảnh cười khà khà bình thường vậy đó. Ảnh kêu tại bữa mấy đứa bạn nó thấp, nó kêu á là dám để cho nó đốt nhà, hơn nó đốt nhà là nhà cháy. Chồng em thì từ nào thì chưa thấy em ghen á, tưởng hồi quen tới cưới á. Ảnh khẳng định là em không có ghen cho nên ảnh cho người ta chụp luôn. Thì em mới tức quá, ấm ức quá là nói không lại ảnh, rồi cái gọi về nhà cho ba mẹ chồng em. Nhắc mẹ em, tại vì ba mẹ em cũng tâm lý cũng thương lắm. Em gửi hình cho mẹ em xem luôn. Cái không biết sao mẹ gọi cho ảnh, cái mẹ la cái sao cái khuya về cái gì cũng giờ ảnh ôm em, cái nói anh xin lỗi với em, dâu ảnh sai rồi, sau này thì ảnh không có làm vậy nữa vậy đó. Rồi bây giờ thì còn ghen nữa không? Dạ không, xong đêm đó là thôi, tại vì em hiểu cái tính ảnh. Rồi giờ kể thật xấu anh ra đi. Ảnh thì cũng không gọi là xấu lắm, chỉ có cái là ảnh làm cái gì á,
làm cho nhanh, làm cho xong. Em nhờ là anh đi làm sao miễn cho có là được rồi, chứ không đặt cái tâm vô trong đó để làm. Bình thường ít nói nhậu về cái phàn nàn em, sao em khó quá em không cho đi nhậu. Mấy tháng là anh mới đi nhậu một lần mà em cũng khó với anh nữa. Một tháng hoặc là hai tháng mới đi một lần thôi chị, nhưng mà về cứ bị cằn nhằn, bây giờ khó chịu. Vậy hả? Dạ. Mấy giờ em về tới nhà? Khoảng 10 giờ là về tới nhà rồi chị. 10 giờ đã có mặt ở nhà rồi. Mà vợ cằn nhằn quá rồi khó chịu vậy. Thôi ghét quá mày, một ba tháng nhậu lần đi. Vợ em thì sau khi cưới thì phát hiện ra một tính là ngủ nướng. Mỗi khi đi làm là em phải thức dậy sớm, phải gọi vợ dậy mới bước ra khỏi giường thôi. Còn không gọi có khi là, nếu mà em đi làm luôn, có khi là vợ lại đi làm trễ. Ngủ nướng nè, còn gì nữa? Rất là ít nấu đồ ăn. Thường chỉ nấu những món vợ thích thôi. Còn những món khác thì để chồng nấu. Còn việc nhà thì thường là em, phần lớn là em. Dạ, người ta thường có tivi, gọi là tivi điều khiển và giọng nói đó. Còn em giống như là robot mà điều khiển và giọng nói. Vậy đó hả? Dạ. Vậy mà sao trách ảnh làm việc vô tâm trời. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Em cũng trong lắm, giờ thấy như thấy con người ta đó, thấy ai cũng thương cũng nhớ đó. Cứ hả thấy con đít mà em ẵm cái là tối giờ em ngủ em nhớ đó. Vậy thì bây giờ phải phụ thuộc vô anh này. Có nghĩa là làm việc có tâm chút xíu, đúng không? Nãy giờ vợ mới tố cáo là vô tâm đó, làm cho có cho rồi cho qua loa đó. Nhanh. Cho nên bây giờ là muốn ấy là phải làm có tâm chút xíu. Chuyện mà có con cũng vậy. Vợ em thì thích con gái. Rồi cứ nghe người này nói bài uống thuốc này hay là uống rượu này là cứ rủ em là hai vợ chồng mình đi đến đó. Dạ thật ra là do em với ảnh hai người lớn lên với hai cái môi trường sống khác nhau á. Ảnh thì gia đình ảnh hạnh phúc từ lúc nhỏ rồi. Còn em thì tuổi thơ của em không có được vui. Mẹ em thì đi làm xa. Em với em gái thì ở nhà với bà ngoại. Ba em bỏ đi hồi lúc mà hai chị em còn nhỏ xíu à. Lúc đó là ba mẹ con không có nhà để ở. Ở nhờ ngoại cu mang, mẹ đi làm xa rồi đó. Xảy ra nhiều chuyện lắm. Cay đắng là mẹ em chịu nhiều lắm. Rồi hai đứa cũng trải qua nhiều chuyện. Em gái em thì nó nhỏ, nó hay bị bệnh á. Cái tuổi thơ của em là niềm vui nó ít dữ lắm. Mỗi lần em đi tới nhà bạn chơi á, đạp xe đạp qua nhà nó chơi mà thấy nhà nó mà gia đình nó quay quần vui vẻ với nhau là em quay đầu xe em đi về, mà đi dọc đường cứ khóc. Chưa bao giờ em suy nghĩ em sẽ có được một cái gia đình như thế này. Lúc em quen ảnh, anh cũng biết, em cũng kể cho ảnh nghe, anh cũng tiếp xúc với gia đình em, anh cũng biết á. Nên ở nhà hồi lúc mà bà ngoại còn sống á, bà ngoại cũng thương ảnh lắm. Bà ngoại mất rồi hả? Dạ bà ngoại mất. Dạ bà ngoại mất gần một năm rồi chị. Bà ngoại cũng như là mẹ em. Lúc đó ảnh nói với em á, em yên tâm đi, em mà về với gia đình anh á, anh đảm bảo với em là cái cuộc sống của em nó sẽ khác. Vật chất thì ảnh không có cho em được nhiều, nhưng mà cái tình cảm thì chắc chắn. Nhưng mà thật sự là những gì ảnh nói được thì ảnh đã làm được hết. Thật sự là ba mẹ chồng, nhưng mà đối với em là cũng giống như là ba mẹ ruột. Ba mẹ nó xử với em không có thua đối với ảnh vậy đó. À thì chính vì cái tuổi thơ như vậy thành ra là đối với em á, mọi thứ em cứ bị rụt rè là lý do đó, đúng không? Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là đã đến lúc mà em phải ngừng cái suy nghĩ đó lại. Là bởi vì dạ. Sao em thấy rõ ràng em nói được cái câu là em không tưởng tượng được em có một cái gia đình như thế này. Dạ. Đó thì nhưng mà rõ ràng đây là sự thật rồi. Em có một người chồng quá yêu thương em, rồi là ba mẹ chồng nữa, đúng không? Cho nên là những cái gì mà tiêu cực á, em bỏ qua một bên hết đi. Em phải tự tin vào những gì mà em đã làm được. Để làm gì? Em còn giúp em gái em, giúp mẹ. Nhất là mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, đúng không? Nhân cơ hội này em cũng có điều gì muốn chia sẻ với mẹ mình hay không? Mẹ ơi, gần 20 năm nay á, cay đắng mẹ chịu nhiều lắm rồi. Con biết cái mà mẹ mong muốn nhất á, là muốn cho con với em có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ thì mẹ cứ thể mà mẹ yên tâm rồi. Con gái của mẹ đang hạnh phúc lắm. Với ba mẹ chồng. Nhà em có vài lời em gửi tới ba mẹ em ở nhà. Cái thời gian qua con về nhà mình là cũng được một năm rồi á. Con không có giỏi, con không khéo léo, con không biết nấu ăn. Nhưng mà con tới với gia đình mình, con có tấm lòng. Con cảm ơn ba mẹ. Chồng có muốn nói gì với vợ không nè? Anh chỉ muốn nói là anh sẽ quan tâm và chăm sóc, yêu thương em như cái lúc mà anh tỏ tình với em, cho em gia đình hạnh phúc nhất.
Anh xin chúc cho hai em lúc nào cũng hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong gia đình. Và trong năm tới sẽ đón chào một nàng thiên thần chúa sẽ xuất hiện trong gia đình của chúng ta. Cảm ơn. Nào có tin vui nhớ nhắn tin báo cáo cho anh biết nha. Dạ rồi. Cảm ơn. Xin cảm ơn hai em và chúc sức khỏe. Làm sao mà hút được này ta? Sao? Dạ lúc đó run lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Em có đồng ý làm vợ anh không? Rồi dạ. Chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Bấy giặc chú sĩ ba điều khiển từ xa giặc vũ thả ga. Câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An. Em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài tử Hồng Kông. Trùng tên với một diễn viên, một siêu sao TVB Hồng Kông. Quách Tuấn An. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em. Tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt tầm tầm đi vào cô ấy không. Ôi trời ơi, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta. Rất đàn ông nè. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe anh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu dạ, không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghĩ em, xong rồi cái em cũng nghĩ ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghĩ nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Sao hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được nhìn bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy? Dạ. Mà chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười, cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh đấy đó. Em vẫy bạn lên kêu em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em cứ xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó là sao? Dạ lúc đó run lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như vậy chưa? Không? Chưa. Hai đứa đến với nhau kiểu định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình. Em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết đi ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng con này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, bớt đi nỗi buồn liền. Là buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiếng sét ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào?
cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc con... đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, ừ. Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau, thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là anh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Là tình yêu đó. Chỉ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được. Vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, ra ngoài sợ ba mẹ la, và đi chơi là biết là sợ bị ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chợ về. Đó. Tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm? Đúng một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy 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 đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh á, thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An. Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi. Mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn là phụ huynh người ta rồi. Hỏi sao ta. Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình, thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy. Dạ, đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chứ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi ạ. Xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Dạ. Chị chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi luôn. Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đêm đó. Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi. Bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi. Nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại. Không muốn ở cái bàn này nữa. Tại sao vậy? Thì bạn này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái liếc à em điệu này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ đi người ta hoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia. Nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái, hoặc nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua đi chơi người yêu cũ. Có lại dặn là đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi.
thì ở nhà cô này 3-4 giờ sáng cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này, kiếm vòng vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá, thì em qua em nói với em, mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nói lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời ơi, con khóc quá trời khóc luôn cô ơi, con không ăn không uống gì trời. Con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con, tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh đó, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn đó cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay đổi. Còn ghen nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó về con làm vợ ảnh đó, đó mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gấm. Đó là người ruột tốt đó con. Còn dạ, cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết đó chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ tại đánh gấm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tơi hoặc tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc rồi khóc nhè, khóc nhè hoặc là không kiên trì nè, khóc nhè nè. Đó, xong xuôi thì bạn ủa sao khóc, thì em thích khóc vậy đó. Ở ngang á, tay mẹ chồng không có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó, nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi, em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia, thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi đi. Cánh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Là vui không? Tức là sống thử vậy á, vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì anh còn kiểu như anh vẫn còn giữ hình tượng. Nhưng mà sau khi mà em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được, lại quay qua tát em lại, kêu em dậy chơi vậy á, không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đúng không ạ? 50 sắc thái ngay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ chào anh chị ạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Võ Xuân Lộc, em sinh năm 1989. Dạ nghề hiện tại của em bây giờ là nhân viên văn phòng. Rồi con em. Dạ em tên là Phạm Thị Như Trúc. Hôm nay em 27 tuổi, nghề nghiệp của bây giờ làm nhân viên văn phòng. Trúc và Lộc, hai em là quen nhau ở đâu và tình yêu các em nảy nở như thế nào? Bọn em gặp nhau là đợt Tết. Dạ thì bọn em có một người bạn tổ chức đánh bài với nhau trên nhà người bạn đó. Thì bọn em mới đến và góp vui. Thành ra em vô mà em gặp bé này, em thấy đánh bài máu lửa quá. Thành ra em thấy cũng xinh xắn nữa, cũng có cá tính. Rồi em mới bắt đầu xin số điện thoại và làm quen. Tết là Tết năm nào? Dạ Tết đó năm cách đây cũng 6 năm rồi. Cách đây 6 năm rồi. Dạ. Trúc lúc đó chắc là sát phạt dữ lắm đúng không? Anh này chơi bài cũng kiểu như cũng chặt chém mọi người lắm, thì em thấy vậy em ghét quá, em mới dám chặt lại. Với lại ảnh vẻ bề ngoài của ảnh nhìn nó kiểu như là ma tóc tóc rồi dài dài rồi nhìn kiểu dơ dơ. Em cũng lúc đó là để tóc dài hả em? Dạ cái style hồi đó nữa anh. Dạ, anh kiểu giống Biren vậy đó. Dài dài rút lên nữa đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì bắt đầu hai bạn mới kết nối với nhau? Dạ thì trong buổi đánh bài đó luôn, thì em bắt đầu em xin số điện thoại qua một người bạn. Dạ
Thì lúc đó em về bắt đầu em nhắn tin, cũng nói chuyện này kia qua lại. Nhưng mà cô này lúc đầu rất là khó, hẹn đi chơi cũng không chịu đi. Rồi bắt đầu em lên chiến thuật của cô này như thế nào? Lúc đó cũng đi làm rồi, thành ra không có thời gian. Còn bạn này thì đang còn sinh viên, thành ra thời gian cũng rảnh. Cái em mỗi lần mà muốn lên gặp nhau á thì là đi vào chủ nhật. Dạ, chủ nhật thì lúc đó em làm việc ở Bình Dương, em lên phải Sài Gòn chơi thì phải chơi nguyên ngày. Thành ra em mới rủ bạn này đi coi phim. Coi phim một lần thì em coi 2 bộ cho nó giết thời gian nữa. Em cứ 7 giờ sáng em lên rồi tới 11 giờ đêm về. Trời ơi, vậy em ngày chủ nhật. Tốn nạp cũng vậy luôn. Dạ. Vừa tốn tiền mà vừa tốn sức dạ, đúng. Nữa. Rất là tốn. À, có đợt, mà cũng không được gì chứ. Dạ, đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Có đợt ảnh đi mà ảnh nói vậy mà ngủ gục giữa đường luôn. Đến lúc đi về Bình Dương. Đuối quá mà. Dạ, dạ đúng rồi. Từ từ rồi mưa dầm mà thấm đất đúng không? Dạ, dạ, đúng. Dạ. Cái đêm mà 14 tháng 2 á, thì ảnh mới nhắn tin là tỏ tình. Rồi hẹn là nói là mình quen nhau nha. Rồi ngày sang ngày sáng 14 tháng 2 là tụi em đi chơi. Bắt đầu chính thức quen. Như vậy là yêu nhau tới mấy năm? Dạ, 5 năm. Ở trong 5 năm yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà nó rất là đặc biệt? Dạ, thì bọn em quen nhau được 2 năm rồi. Thì lúc đó là năm 2013. Thì bọn em bắt đầu sống chung với nhau trước khi cưới. Dạ. Lúc mà tụi em ở chung thì tụi em giấu gia đình ở chung. Giấu hả? Dạ, đúng rồi. Không có cho gia đình biết. Tại vì trong thời gian 2 năm rưỡi á, quen nhau thì ba mẹ em không có cho quen anh này. Lý do? Tại vì ba mẹ em muốn em làm giấy tờ đi nước ngoài á. Cho nên mỗi lần mà, tại vì ba mẹ em ở ngoài Khánh Hòa á, thì cũng hay vô Sài Gòn lắm. Tại vì có công việc trong này, một tháng cũng phải vô 3-4 lần á. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Nếu mà đi tị nạn là cũng phải cuốn quần. Dạ đúng rồi, cuốn hết đi chứ, trong nhà có cái gì liên quan là cuốn đi hết. Đi đâu em? Dạ thì nếu mà ít ngày á thì em xuống phòng bạn em ở ké một vài bữa, còn mà vô cả tuần thì bắt buộc phải ra khách sạn ở rồi chứ bạn đâu mà chứa nổi. Lúc đó là có cái phòng của một thằng em ở trong quê ở dưới lầu 1 á. Mỗi lần mà tại vì ba em hay vô bất ngờ á, sáng mà ba em gọi điện là ba tới nơi rồi, là coi như hai tụi em chạy cuốn quần áo bất ngờ quá. Liền anh chạy xuống dưới phòng đó liền một cái phạch vô phòng nhà hàng gõ đó để cho ba em đi công việc đi, xong rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Rồi vậy đó hả? Dạ vậy mà giấu được đến tới khi cưới luôn á. Nếu mà chưa chương trình chưa lên số thì vẫn chưa biết, khi nào lên sóng thì sẽ chắc chắn sẽ biết rồi. Tại vì bọn em vẫn không nói tới bây giờ. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ là ba mẹ em cũng có biết nhưng mà họ không có nói đâu. Tại vì hôm bữa ba mẹ em cũng có hỏi là có sống chung với nhau đúng không? Em cười thôi chứ em cũng không có khẳng định hơi phủ nhận gì hết. Mà thôi bây giờ mọi chuyện đã suôn sẻ rồi, đã gọi là vui vẻ hết rồi. Cho nên là kệ, nói cho ba mẹ biết cũng được, không có sao hết. Tâm đi, bữa nay ba mẹ em biết hết á. Nhưng mà được có điều đặc biệt là lúc mà em với anh ở chung là có thêm thằng em ruột em nữa. Đồng phạm. Đồng phạm luôn. Ba người ở trong nhà. Dạ đúng rồi, ba người ở trong nhà. Rồi những lúc mà tẻn tò với nhau đó thì có khi nào bị em trai phát hiện không? Em thì em trai nó đi xuống thì em nghĩ nó cũng thấy, nhưng mà nó là mặt nó quay vô khác, nó đi một lèo vô phòng vệ sinh, không đi một lèo lên phòng. Ví dụ như mỗi lần mình muốn hung hít này kia thì mình phải canh nó đi ngủ rồi thì mỗi lần mình mới này kia được. Trong cái thời gian mà sống chung với nhau á là vui không? Tức là sống thử vậy á, vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì ảnh còn kiểu như ảnh vẫn còn giữ hình tượng. Nhưng mà sau khi mà ở chung một năm rồi á thì ảnh bắt đầu bộc phát ra. Tối ngủ thì thả bơm. Lúc đầu thì ảnh còn chạy vô toilet hay là đi ra ngoài, nhưng mà sau đó là thả tự do luôn, thả thoải mái luôn. Còn hỏi em hợp thông em. Rồi em là tụi em ở chung với nhau như vậy thì cái ngày mà đám cưới, đêm mà đêm tân hôn chắc có lẽ đâu có gì để gọi là xa lạ đối với hai đứa nữa đúng không? Anh này bị chuyện toilet không ra được nguyên đêm đó luôn. Ảnh thì anh đập tường rầm, em cái phòng em với phòng toilet thì sát bên, sát vách gì á, nhưng mà em không có nghe. Tại lúc đó em ngủ rồi, xong rồi cái bạn ở phía trên lầu mới nghe chạy xuống, mới kêu ba ảnh ra giải thoát. Tại vì ba ảnh là rất là giỏi mấy cái sửa, mày sửa nhà này nọ. Xong rồi một hồi sau khoảng tới 1-2 giờ sáng á, ảnh mới được ra ngoài.
Trời ơi. Bà nó đem tân hôn rồi. Ủa nhưng mà lý do gì em đi vô trong toilet mà? Tại vì lúc đó có bạn em ở Sài Gòn vô ra nữa. Thành ra em muốn kỹ tính thì dù sao dâu cũng mới về nhà chồng, thì mình an toàn tí, mình kiểm tra cửa này kia thử. Thì lúc em vô em bấm cửa cái không có được luôn. Kiểm tra rồi lúc đó cái cảm giác em xem ra coi như em tụt mút hết luôn á. Mà vô luôn. Tới phòng thì chiếc vợ ngủ mất tiêu rồi. Ngủ mất tiêu không rồi. Hề biết là em đang bị tù đầy đó. Thấy hôm sau nghe ba chồng em kể lại mới biết. Coi như là bữa đó chú rể là coi như là tự kỷ nhất luôn á. Chắc nói chung là sau đêm đó là em hận cái toilet đó luôn đó. Mai là thay cửa luôn anh. Rồi bây giờ là ở với nhau bao lâu rồi? Em mới cưới tháng 10 năm ngoái, được 6 tháng á. 6 tháng? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ có cái gì để gọi là vỡ mộng về nhau đó không? Bây giờ thì hả, kiểu như đi làm về á, là dí đầu em vô nách hạnh hỏi thử thơm không? Tại vì em rất là sợ cái mùi nách của ảnh. Mà mỗi lần ảnh về á, một là ảnh cởi áo ra, hai là ảnh dí đầu em vô vậy đó. Thú vui rất là... Ủa sao có một cái thú vui là ái mùi như thế? Mà ảnh rất là thích làm cái điều đó. Rồi còn gì nữa? Chưa đâu Lộc, chút nữa tới em nghe. Cứ để đi, cứ để bên ấy đi em nghe. Rồi những lúc mà em nhờ ảnh làm việc nhà hay gì á, là ảnh kiểu như ảnh trốn việc để ảnh chơi game. Còn không là ảnh kêu là anh vừa mới giặt đồ rồi, nhưng mà thực ra giặt đồ đâu phải giặt đồ, máy giặt mà. Ảnh kêu nhưng mà anh có bỏ đồ vô rồi, có bấm đồ giặt rồi, là vậy là có làm rồi đó. Tức là làm biến đúng dạ. Không còn tật xấu gì nữa không? Ngoài cái tật xấu mà bụp ra thì ảnh cũng ok, cũng biết chiều vợ. Nhưng mà mỗi khi mà ảnh hai tụi em giận nhau mà kiểu như mà em thì tính hơi bị nhây, mà ảnh thì ảnh nóng lên là ảnh rất là bực mình. Em càng nhây anh bực mình là anh đập cái điện thoại, mà cũng may là biết lựa điện thoại để đập. Không đập iPhone, đập cụ bắp. Cái cụ bắp đập cụ bắp. Ngoài cái đó ra là ảnh ok rồi. Dạ đúng rồi, ảnh được. Rồi cái đó là chiều vợ là... Dạ nhây, đang nói dù nhây em kể luôn, nhây lắm. Giống như buổi tối thì vợ chồng hay này kia, cái mình có hứng lên rồi, cái lăn đang ngủ chịu nổi không? Em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được, lại quay qua tát em vậy, kêu em dậy chơi vậy đó, không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đúng không? 50 sát thái ngay. Rồi ví dụ như em lúc mà em làm việc hay là em chơi game gì đó em rất là tập trung, thì như vậy canh như vậy, nhưng lúc đó thì bắt đầu đặt hàng trên mạng, mua online, cái anh em mua cái này nha, ok, cái bấm trên tay. Rồi anh em mua kia nha, cứ bấm vậy rồi hồi tới nó về hàng, ủa em mua cái nào vậy, rồi xong chuyện đã rồi, bị gai hàng đúng. Dạ, không tiền chạy phòng tấu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em thì hả, mong muốn ảnh bớt mê game lại, rồi biết phụ vợ hơn. Rồi với lại anh có một cái tật là mỗi khi mà ảnh làm gì sai á thì em bắt được lỗi sai đó thì ảnh không bao giờ xin lỗi em á. Ảnh không bao giờ chịu nhận lỗi, thì ảnh sẽ suy nghĩ, ngồi một hồi suy nghĩ về cái lỗi hồi xưa của em, anh bắt ngược lại. Em muốn ảnh là hả, kiểu như là em mà bắt được lỗi gì thì ảnh chịu nhận lỗi, xin lỗi em. Thì khỏi hai vợ chồng khỏi phải cãi nhau. Chỉ như vậy thôi, còn lại tất cả ảnh rồi rất ok. Dạ. Mẹ còn em, Lộc. Dạ, em thì muốn vợ thì bớt ngay lại. Dạ, với lại mình kiểm soát cái tài chính cho nó hiệu quả hơn. Lâu lâu đừng có mua tà lao nữa. Giống như mua giày anh, mua một tủ to, biết bao nhiêu đồ vàng đó, mà lúc này cũng kêu không có đồ vàng mẹ. Dạ. Thương quá. Dạ. Chứ không có đồ mặc. Rồi hết rồi. Dạ. Cặp vợ chồng này nãy giờ kể toàn những chuyện đáng yêu không ta? Thiệt như cái lầy của vợ em á, chị tưởng tượng đấy cũng dễ thương lắm. Chắc có lẽ là ngay bởi vì là ở nhà chưa có em bé hay sao á. Thì đúng rồi, thời gian, đúng rồi. Con thời gian nhiều cho nên đùa giỡn với nhau. Dạ đúng rồi, chưa có em bé. Hết giỡn luôn á. Em canh kiếm cái thời gian nào nó sức khỏe dồi dào đó, em tấn cái rằng cho có thai đó. Cái xong đẻ đi rồi coi như là hết lầy hết ngay. Dạ. Liền á. Chúc hai em ha, sau chương trình này về ha sẽ không còn ngay nữa, và mong rằng hai em qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh chị ạ. Chào hai em. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn. Nhưng mà tới lúc cô giáo xuất hiện thì không hiểu, không biết là cô giáo hay là học sinh mầm non nữa. Cô giáo gì đâu mà nhoi nhoi như con dòi luôn, vô mà đứng múa mai khắp lớp học luôn á. Giống như là theo cái ngôn ngữ tin bây giờ đó là thả thính á. Hồi xưa là em gom Nguyễn Thao Thính em tạc vô bả luôn vậy đó. Tạc vô á. Thôi thấy gửi tin giờ nó khoái mất đâu anh. Thôi mua em thử uống thử đi cho biết gì người ta coi. Uống xong cái giờ tụi ngày nào cũng uống đi.
uống cái đó giảm cân lắm luôn em ơi. Tươi chân châu đường đen không có mập. Sợ sao không mập? Người ta không có đường mà. Có sữa chỉ có chút xíu đường đen thôi chứ chân châu. Và bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thêm nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Phát Duy, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Mỹ Tho và hiện đang là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là bà xã em. Dạ, em kính chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Thanh Mai, em 27 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện em cũng là nhân viên văn phòng. Hai em bằng tuổi nhau. Làm Thuận đoán đi Thuận, vui Thuận. Anh nghĩ là hai em là gặp nhau trong một trong một cái trường đại học, đúng chưa? Trong một trường đại học và hai người đã gặp nhau và lần đầu tiên là hai bạn không hề ưa nhau, nhưng mà cuối cùng là do ông Tơ Bà Nguyên đưa đường dẫn lối và hai bạn yêu nhau, đúng không? À, đúng một phần ạ. Đó, thấy chưa? Hay. Cái tình yêu của tụi em á thì nó kéo dài tới nay cũng khoảng 8 năm. À, thì đúng như anh nói thì tụi em cũng học chung ở trường đại học. Mặc dù là không có chung ngành, nhưng mà học chung ở đại học á thì cũng có một số người bạn chung á. Thì một cái ngày nọ thì người bạn của em học cái ngành về truyền thông thiết kế á, thì cần làm cái bộ phim ngắn. Thế là mời, vô tình thôi, mời hai tụi em đóng chung. Vợ em á thì được phân vai làm cô giáo, còn em á phân vai làm học sinh. Nhưng mà lúc mà vô diễn xuất á thì học sinh á thì tới lâu rồi, ngủ quá trời rồi mà cô giáo không thấy đâu hết trơn. Nghĩa là diễn viên đóng vai cô giáo đi trễ. Dạ đi trễ. Nhưng mà tới lúc cô giáo xuất hiện thì không hiểu, không biết là cô giáo hay là học sinh mầm non nữa. Cô giáo gì đâu mà nhoi nhoi như con dòi luôn, vô mà đứng múa mai khắp mọi khắp lớp học luôn á. Thì thấy cô này cũng dễ thương, nói chuyện cũng có duyên. Tuy có hơi tăng động xíu. Hơi tăng động. Nói chung là không ghét là được. Dạ. Thế còn em Mai? Lần đầu tiên em gặp chồng em là ở căng tin. Lúc đó là em chuẩn bị học môn kế toán mà em thì không có thích số. Cho nên em mới nói với một người bạn là giờ không biết sao sống sót qua cái môn này. Cái bạn mới chỉ qua, nè, ông này nè, ông giỏi môn đó lắm đó, học điểm rất là cao, bởi vì anh học trước em một khóa. Cái em mới quay qua em nói một câu như vu vơ thôi là, bây giờ chỉ em nghe. Cái ảnh im im cái, ừ, là rồi thôi luôn đó, là không gặp lại. Rồi sau này khi mà quen nhau rồi á, thì coi cái hình chung hồi xưa đó, thì mới phát hiện là ông này là học trò của em trong cái lớp đó. À. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp lại nhau? Thì khoảng thời gian sau đó thì có một lần á thì em lướt Facebook chơi. Thì đang lướt Facebook mà cái tự nhiên thấy một cái tên mà đọc xong thấy đó bụng liền luôn. Bún bò giò heo. Em thấy nó ấn tượng quá. Bấm vô coi thử. Thấy mặt bà này. Cái mới nhớ à bà này là cái bà cô mà nhoi tăng động hồi trước đây. Thế là từ đó mới bắt đầu kết bạn rồi nói chuyện nhiều hơn. À, em thì sao khi mà nhận được cái tin nhắn của anh á qua Facebook của em á thì em nhận ra nó liền không? Dạ khi mà thấy cái lời mời kết bạn đó thì em cũng nhận ra, tại vì cái tên của anh cũng ấn tượng lắm. Tên gì? Dạ Duy Trần Trùi Lũi. Duy Trần Trùi Lũi. Dạ Trùi Lũi à. Bún bò giò heo đụng với Duy Trần Trùi Lũi. Rồi sao? Cái bữa đó là em đăng ký môn học online đó, nhưng mà kẹt mạng quá không có đăng ký được. Cái mới nhờ anh đăng ký thì anh làm con lần được luôn. Cái mới thấy cái anh này cũng tốt cũng hay mà may mắn nữa. Dạ xong sau đó cái tự nhiên cái nhớ về cái môn học của mình, cái mới nói bữa nào vô trường chỉ ngang, cái anh cũng xong rồi sau đó là vô trường bắt đầu hẹn ở cái lớp nào đó hoặc là ở căng tin và dạy bài rất là nhiệt tình. Sau đó thì em quyết tâm là đi theo chỉ thêm mấy môn khác nữa. Chấp nhận làm gia sư miễn phí luôn. Giống như là theo cái ngôn ngữ tin bây giờ đó là thả thính á. Hồi xưa là em gom Nguyễn Thao Thính em tạc vô bả luôn vậy đó. Tạc vô đó, coi như là đi theo là chỉ hết, cái gì cần thiết là chỉ hết toàn bộ luôn. Lúc đó bắt đầu mới nảy sinh tình cảm dần thì cuối cùng là mới quyết định là tỏ tình. Cái thời gian mà hai em yêu nhau đó, hai đứa có vui vẻ không? Nghĩa là hai đứa có khớp với nhau không? Cũng có lần là cái đợt đó là em ở nhà trọ thì vợ em thì cũng rất là quan tâm đến em, chỉ có một cái là ở nhà trọ giặt đồ tay mệt, mà nhất là giặt mấy cái lớn nhiều cái mền chẳng hạn. Đợt đó có cái mền mà do em nhắc một tháng trời em chưa có giặt,
Cái bữa đó vợ em qua thấy mền dơ quá, tức quá, lấy ra giặt luôn. Giặt xong nó có cái mền mà cũng không giặt nữa. Thôi bỏ đi, chia tay đi. Vợ em đùng đùng bây giờ luôn. Trời, có cái mền thì không đòi chia tay hả? Cái đó nó chưa có quan trọng bằng cái chuyện là em giận quá, em nói em chia tay thôi. Chứ trong bụng mình không có nghĩ là như vậy đâu. Rồi cái em về nhà, cái tối cái mẹ anh gọi cho em, mẹ anh hỏi là ủa sao nay con không qua bên phòng trọ? Mẹ của ảnh. À, mẹ chồng. Dạ, rồi cái mới nói là hôm nay con bận, mình cũng nói dối là mình bận. Cái mẹ mới nói là mai mốt mà con không về Mỹ Tho chơi nữa là cô buồn dữ lắm. Có nghĩa là mình chỉ hù ổng thôi. Thay vì ổng nhắn tin ổng năn nỉ mình hoặc qua nhà ổng năn nỉ mình thì ổng có. Ổng nhắn tin, ổng nhắn cái tin là anh chúc cho em tìm được người khác tốt hơn anh. Đó là cái thứ nhất em quê rồi. Cái thứ hai nữa là tự nhiên gọi điện thoại về mét má là tụi con chia tay. Trong khi em chỉ hù ổng thôi, ổng không năn nỉ tiếng nào hết trơn. Tại con ta thật tình mà. Đúng không? Tụi em quen nhau là 8 năm đúng không? Dạ, 8 năm không, rồi. Quen, tức là quen nhau 4 năm rồi, cưới là cưới 4 năm. Rồi. À, tụi em cưới nhau 4 năm, dạ. Em được mấy bé rồi? Dạ, được một bé 2 tuổi rưỡi. À, dạ. Khi mà ở về ở chung với nhau là có vỡ mộng về nhau nhiều không? Dạ, cái đó kể 3 ngày không hết nữa. Cái xấu nhất là ngủ là không cần biết thế giới gì hết á. Có nghĩa là ngủ kêu không dậy. Em nhớ có một đợt là gia đình chồng em là đi Vũng Tàu chơi. Mà tới giờ em dặn là phải dặn báo thức. Nhưng cũng không nghe. Xong rồi nhà chồng mới gọi điện thoại cho em, nói sao nó đâu mất rồi. Cái em mới qua nhà trọ của ảnh, em đập cửa, em la hét, em nhảy múa trước cửa mà vẫn không dậy. Nhảy múa trước cửa luôn. Kêu phòng kế bên kêu giùm luôn cũng không dậy. Cái lát không biết làm sao tự nhiên ông dậy. Ông dậy cái em trễ giờ. Rồi, đặc xấu thứ hai. Tại vì anh ấy anh cao. Anh cao, cái anh đi làm về thì nguyên một ngày mình đi làm về thì dơ nè, mồ hôi nè. Cái bắt đầu anh thương vợ quá, cái bắt đầu lấy cái đầu kéo ịnh vô cặp cánh gà chi nước mắm của ảnh. Đó, rất là hấp dẫn. Và đó thì đó là những cái tật xấu nhất của ảnh á. Còn bà xã em sao? Thì, có tật xấu gì không? Trong lúc mà quen nhau trước cưới á thì cũng biết nó như tật xấu rồi. Cũng hy vọng là cưới xong mà sửa đổi. Nhưng mà em đâu có nghĩ là khi mà cưới xong mới phát hiện là cái level nó còn kinh hơn cái mức em có thể tưởng tượng được. Là gì em? Tật xấu thứ nhất á là rất là thích nấu ăn nha, thích lo cho chồng con, thích nấu ăn. Mà mỗi lần bà nấu xong, bà lôi hết nồi niêu xong chảo ra bà nấu. Nấu nhà dưới xong, bắt đầu lên nhà trên gọt rồi, dọn đồ, rồi bài từ nhà trên tới nhà dưới luôn. Tới lúc ăn xong, tự nhiên em ngẹn ngào quá trời luôn. Tại vì em phải là người dọn. Em phải thu dọn chiến trường. Dạ đúng rồi, thu dọn cái bãi chiến trường á. Từ trệt lên tới lầu luôn đúng rồi, từ nhà bếp tới phòng khách lên tới trên lầu luôn, coi như là đầy đủ. À, rồi còn một cái tật xấu nữa, thứ hai nữa là ham ngủ. Rất là sợ mập. Đó, nhưng mà không hiểu bên sao tôi là né cái chữ mập nha. Đó. Tại vì tụi em thoải mái nha, quen rồi. Rất là sợ mập. Nhưng mà cứ mỗi lần mà có cái món gì mà nó đang hot trên thị trường là phải thử cho bằng được. Ví dụ như trà sữa. Ví dụ hồi như phô mai chảy chẳng hạn đó. Dạ, đúng rồi, giống như sữa tươi chân trâu đường đen đó. Mấy cái đó ăn như ốm lắm, uống dạ, ốm. Dạ đúng rồi. Đâu biết đâu, tới lúc nghe nói sao thấy rủi tim giờ nó khoái món đó quá anh. Thôi mua em thử uống thử ly cho biết với người ta coi. Rồi, uống xong cái luôn. Giờ tụi ngày nào cũng uống ly. Uống cái đó giảm cân lắm luôn em ơi. Sữa tươi cho châu đường đen không có mập. Trời ơi sao không mập, mập người ta không có đường mà. Có sữa ta chỉ mập có hết. Chút xíu đường đen thôi với chân châu thôi. Vậy thì bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn nhất á, vợ em thứ nhất là phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Tại vì tức là nhiều khi là cái tính vợ em thì rất là quan tâm chu đáo gia đình, quan tâm chồng con và cả nhà chồng luôn. Đó, nhưng mà nhiều khi là quên bản thân mình đi. Khi mà mình biết chăm sóc bản thân mình tốt như vậy thì mới có thể có được cái khả năng để mà tiếp tục quan tâm đến người khác. Trời ơi, cái mong muốn của chồng dễ thương quá trời. Ôi, cảm quá động rồi, phải không? Vậy rồi em mong muốn ảnh thay đổi gì? Em mong muốn là giờ cái chuyện ngủ mà kêu dậy là chắc khó. Cho nên giờ mong muốn là chồng bớt bắt ăn cánh gà chiên nước mắm. Vậy chứ mà không nghe mùi nước mắm, không bữa nào mà không có mùi nước mắm mà chịu không nổi. Thậm chí nhiều khi là không có mùi nước mắm đó, ủa ông cái mùi nước mắm ông cho đứa nào ăn rồi. Trời ơi dễ sợ. Đứa nào chấm rồi. Cặp này là quá đẹp rồi đúng không chị? Chị biết chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Hạnh phúc như vậy hoài. Dạ. Rồi, chúc hai vợ chồng em hạnh phúc. Thì cũng nhân cái chương trình này thì như là em cũng muốn xin phép một khoảng thời gian ngắn để em có cái làm cái việc này cho vợ em. Rồi. Ngày hôm nay anh cũng muốn thể hiện cái điều này để mang lại cái hạnh phúc trọn vẹn cho em. Thì anh muốn là tiếp tục cầu hôn
Và em hãy cùng anh tiếp tục xây dựng cái gia đình hạnh phúc trọn đời. Hai chiếc. Trời ơi, hay quá. Quá tuyệt vời. Bây giờ em hãy chia sẻ cái cảm xúc của em như thế nào. Cảm xúc của vợ đi thôi, mình đừng có dòm. Thuận tò mò quá. Nói chung là vợ cảm ơn chồng làm có cái điều rất là bất ngờ. Nói chung là 8 năm bên nhau rồi thì cái lúc mà cưới á, thì cũng hy vọng là chồng mình sẽ làm một cái gì đó cho mình, nhưng mà ổng không có làm. Thì hôm nay em cũng không có nghĩ là ảnh sẽ làm như vậy đâu. Dạ, thì nói chung là em cảm ơn. Và em hứa là sẽ cố gắng với chồng là đi hết cái quãng đường còn lại và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, hôn nữa là quá đẹp luôn. Trời ơi. Ok. Rồi, chúc hai em cứ như thế này mãi mãi hạnh phúc nha. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Một tháng anh phải viết thư tay cho em 2 lần. Wow. Và lúc đó anh trả lời với em là một tuần anh viết 2 lần cũng được. Wow. Oh. Anh nói thôi, đừng ra đó chụp, chụp chi nóng muốn chết, mình chụp tắm thôi, để trước cổng vậy thôi được rồi, ta biết mặt mình thôi. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Sawadikap. To be sure. Oh, vậy là sao? Là dạ, trang phục này là trang phục của người Campuchia. Oh. Sao em lại mặc bộ trang phục này? Dạ, tại vì mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Thì dạ, chắc chắn rồi. Anh ấy cũng là người Campuchia gốc Việt. Dạ, anh ấy là người Mỹ gốc Việt và lai Campuchia. Ba anh ấy là... Ba của anh ấy là người Mỹ gốc Anh. À, bạn có thể nói tiếng Việt được không? À, một chút. Mời bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Brian, 27 tuổi. Tôi là làm director trung tâm tiếng Anh. Ở đâu? Quận Bình Tân. Em tên là Hân, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm công ty và cũng là đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Công ty thì em làm tại thành phố Hồ Chí Minh, còn em dạy tiếng Anh thì ở Tiền Giang. Tụi em gặp nhau như thế nào? Em gặp vợ em qua app dating 3 năm trước. Em đi Việt Nam thăm ba con, nói với vợ em 2 tuần. Sau 2 tuần em gặp vợ em ở Bitexco. Lúc đấy thì là 9 giờ tối rồi. Khi mà em đến Bitexco đó thì em lên trên tầng trên, như ảnh chụp cái bức hình á, anh bảo là tôi đang ngồi đây nè. Xong rồi em đi lợi ngay cái bàn đấy, tại vì em cũng đã lên Bitexco mấy lần. Thật ra là em nói, ủa sao mình lợi mà mình thấy ảnh đâu trơn. Cái mình mới nhắn tin, anh đi đâu rồi, bây giờ anh có muốn gặp hay không? Nếu mà anh không muốn gặp thì em đi về. Lúc đó thì ảnh sợ quá, ảnh đi vòng vòng. Cho đến khi mình hỏi cái câu chuyện ra thì ảnh mới nói là tại vì lúc đó ảnh nặng 200kg. Thành ra là ảnh ngại là mình đến mình lại bỏ về. Nhưng cuối cùng thì hai đứa em có gặp nhau. Ảnh lại mang rất là nhiều bạn bè đến, tại vì ảnh sợ. Vậy đó hả? Em có suy nghĩ như thế nào khi mà vợ em nhận lời gặp mặt em? So excited, đẹp quá. Đẹp quá. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Sau đó cũng có những cái cuộc trò chuyện tiếp theo, rồi cũng gặp bạn bè ảnh, rồi cũng dẫn bạn bè ảnh đi vòng vòng chơi tại Sài Gòn. Thì tuần cuối cùng mà ảnh gặp em thì cũng là lúc ảnh phải quay về Mỹ. Rồi anh có tỏ tình với em không? Anh có nhắn tin là em có muốn làm bạn gái anh không? Mà lúc đó là anh trên máy bay rồi. À. Thì lúc đó mình mới nói là em đồng ý với một điều kiện. Một tháng anh phải viết thư tay cho em 2 lần. Wow. Và lúc đó anh trả lời với em là một tuần anh viết 2 lần cũng được. Wow. Oh. Đào thai. Write too much. Viết nhiều đau tay. Đau tay hả? Đau tay quá hả? Bao lâu thì ảnh qua ảnh thăm em một lần? Ảnh về Mỹ được 2 tuần, ảnh lại quyết định quay trở lại. Và cứ thế thì 2 tháng ảnh qua một lần. Trong khoảng thời gian đó, ba mẹ của ảnh không chấp nhận cho ảnh quen em, vì lúc đó họ đang sắp xếp cho ảnh gặp một cô gái khác cũng ở Việt Nam luôn, nhưng mà ảnh không đồng ý. Thì lúc đó ảnh về ảnh thuyết phục mẹ và ảnh nói chuyện với gia đình.
mẹ ơi làm ơn. À vậy đó. Và lúc đó ảnh cũng âm thầm ảnh tập thể dục từ 200kg mà ảnh xuống còn 100kg. Thế còn gia đình em thì sao? Em có nói với mẹ em là em đang quen cái anh này mà ảnh cũng không được nhỏ con cho lắm. Mẹ em thì không có suy nghĩ về ngoại hình. Mẹ em cũng nói là nghe nói là Tây á cũng hơi ghê, sợ bị lừa đảo. Em có nói là do mẹ của ảnh là người Việt Nam gốc Campuchia thì hai bên người lớn có nói chuyện xin phép theo truyền thống Việt Nam. Sau đó thì ảnh về quê. Đó mọi người ngạc nhiên tại sao con bảo là 200kg mà bây giờ đâu có thấy 200kg gì đâu, nó ốm nhơ mà. Có nghĩa là lúc đó ảnh chỉ có 80kg thôi, còn hiện tại bây giờ là 150. You happy? Yeah, happy. Gia đình của Hân là tuyệt vời. Mẹ của Hân nhiều là second mother. Mẹ của Hân á coi như là người mẹ thứ hai luôn. Yeah, yeah. Mẹ của Hân nào thích khó giống nhau mẹ. Giống mẹ của anh. Yeah. Brian học tiếng Việt được mấy năm rồi? 6 tháng. 6 tháng như vậy là good á. Cảm ơn. Các em quen nhau bao lâu thì mới quyết định đi tới kết hôn? Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng và sau khi em qua Mỹ thăm gia đình thì hai bên đã xúc tiến cho tụi em đăng ký kết hôn. Em kết hôn được mấy năm rồi? Được gần 2 năm rồi chị. Mà lúc mà mình chụp hình cưới mình có nói với anh này là ở Việt Nam là truyền thống là người ta hay đi chụp ngoại cảnh hay là chụp một bộ album cưới để làm kỷ niệm. Nhưng mà anh không đồng ý. Think I look mập. Đó là em đã xuống 100kg chưa? Vẫn còn ngại. Anh nói thôi, đừng ra đó chụp. Chụp chi nóng muốn chết. Mình chụp tắm thôi, để trước cổng vậy thôi được rồi. Ta biết mặt mình thôi. Sau khi đám cưới về, cưới một cô vợ Việt Nam. Đó thì là cái cuộc sống của Brian á, có gì khác biệt, có gì thú vị hay không? Sau khi we get married, hai chồng vợ đi du lịch Taipei, Thailand, Cambodia. Đi du lịch. Vậy là cái honeymoon là ở đâu? Honeymoon là Taiwan. Vui không? Dạ vui. Làm quá. Đêm tân hôn có vui không? Dạ. Về đẹp quá, so smart, motivating, tình yêu, an, không sao, mắt. Rồi, 2 năm ở với nhau. Vậy thì có vỡ mộng gì không? Anh Brian có thật xấu gì không? Thì khi mà cưới nhau về rồi thì ở chung thì mình mới thấy ra là trời ơi, cái anh này anh làm biếng muốn chết. Hiểu không Brian? Hiểu. Mình đi làm mệt, mình đi từ sáng cho tới chiều. Xong rồi mình lại đi tỉnh, rồi mình quay trở lên. Bước vào nhà mở căn phòng ra nhìn muốn xỉu. Quần áo lung tung, không hề ngăn nắp một chút xíu nào. Mình chỉ có đứng la làng thôi. Anh tưởng mình gặp cơn ác mộng hay là cái gì. Anh chàng là, ủa sao em la lên vậy? Trời ơi, anh làm cái gì mà nhà cửa như có ăn trộm ăn cướp vào vậy? Anh quăng đồ hả? Thay đồ, quăng đồ lung tung. Dạ hả? Đúng rồi chị. Mặc xong rồi để xuống đó luôn. Bây giờ thì ngăn nắp hơn rồi. Đã còn gì nữa? Anh thích uống bia, thích bạn bè. Nhiều khi mình nói là trời ơi thôi anh bớt lại đi. Mình phải học để dành. Giống như là châu Á mình, người châu Á mình là rất là tiết kiệm đó. Với lại sức khỏe của mình tốt hơn. Ngày nào em cũng nói anh ơi anh đừng có uống bia nữa, tiết kiệm, anh bớt gặp bạn bè lại, tập trung làm việc nhiều hơn. Với anh uống khoảng bao nhiêu lon? 8 lon. 8 lon? À. Nghe 100 lon hết hồn. Rồi anh còn thật xấu gì nữa? Dạ thì lâu lâu anh hay nóng giận vô cớ. Cũng như là cái gì anh không làm được á thì anh hay nóng. Nóng như thế nào, anh thể hiện sao? Giống như là mình đang đi trên đường, cái người nào đó đó đang chạy cái sấn đầu xe ảnh. Anh la làng vậy đó, ta muốn giục chiếc xe luôn vậy đó. Đi ô tô hay là đi xe máy? Dạ xe máy á. Tức là không kiềm chế được đúng không? Dạ đúng rồi, anh không kiềm chế được. Giống như là cảm xúc người ta dễ bộc lộ ra. Gặp bạn bè anh tiêu xài nhiều. Nhưng mà dạ. Anh có xài cho bản thân ảnh nhiều không? Ảnh ít xài cho bản thân ảnh nhưng mà ảnh thích xài bất cứ thứ gì ảnh muốn. Giống như ra đường thấy người ta bán một cái món gì đó, không cần biết bao nhiêu, thấy người ta khó khăn là ảnh mua. Đồng cảm và chia sẻ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đôi khi anh đồng cảm chia sẻ nhiều quá, người ta lợi dụng anh. Em có thấy ảnh khác với đàn ông Việt Nam nhiều không? Vì ảnh là nửa dòng máu châu Á rồi đó. Ảnh có nhiều cái thì ảnh cũng khác và có nhiều cái ảnh cũng giống. Kiểu như là lai lai vậy đó. Nhưng mà cái nào không hiểu thì mình cắt nghĩa, mình giải thích. Rồi giờ tới Brian. Em muốn đổi tiền đô mỹ cho Việt Nam đồng.
hồi vợ em. Em ơi, đổi tên với anh. Đổi tên anh không? Gì? Small. She say ngàn hàng hơn. Tỷ giáo muốn đưa nhiều đưa. Rồi xong rồi bảo với ảnh là vợ lúc nào cũng đúng. Và vợ em hồi còn uống bia mà ngày còn láng biếng. Làm biếng. Không làm biếng. Yeah. Cào nhào ảnh hoài á, tối ngày cào nhào ảnh là đừng làm biếng, đừng uống bia. Nói nhiều á. Cằn nhằn. Nhưng vợ em nói anh không uống bia, không có tin. Nhưng vợ em mùa shopping. Rất là thích shopping đúng không? Còn gì nữa không? Nó. Finish. Yeah. Em muốn vợ em thay đổi cái gì? Anh muốn đi chơi với bạn một chút. Uống bia, cuối tuần. Nhưng vợ em đi làm cuối tuần. Don't go out, stay home, save money. Em không được đi đâu hết, phải ở nhà giữ tiền, đúng không? Nghĩa là muốn được đi chút xíu. Còn hơn? Hân muốn Brian thay đổi gì không? Em muốn Brian đi tập gym nhiều nhiều vô để giữ gìn sức khỏe. Em mong muốn ảnh đạt được số ký là bao nhiêu? Em mong muốn anh đạt số ký là 90 ký. Not possible. Không thể xảy ra. 110 ký. Được không? 110 ký trước đi. Dạ được. Không biết nói gì hơn là chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc và em sẽ đạt được cái điều mà em mong muốn. Xin chào cảm em. Rồi. Em có bao giờ gây lộn với vợ em không? Có chứ, nhiều lắm. Gây lộn có bao giờ thắng vợ không? Dạ không, thua không à. Thua chắc luôn à. Quen 5 năm, sống chung 2 năm thì mới cưới thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả. Em đẹp. Là không có gì luôn á. Dạ. Về nhiều khi như cũng mệt, nhiều khi nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi. Dạ nó quen rồi, không thay đổi được, cứ vậy thôi là được rồi. Gì lạ lùng sủng vậy. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng Nghĩa Quyền, năm nay em 26 tuổi, nghiệp em lái xe và em đến từ Nghệ An, giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Năng Khiếu, năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Quê thì ở Bình Thuận nhưng mà sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên gì thấy ghét vậy, tên Huỳnh Thị Năng Khiếu. Đi đâu ai cũng mất cái tên hết, nhưng mà hỏi mẹ thì mẹ kêu ba mẹ đặt cái chứ mẹ cũng không biết. Không biết là cái việc cái mối tình này nó sẽ bắt đầu từ đâu nè. Thì người ta đi xe của ông này. Ủa, em là lái xe tải hay là xe gì? Dạ xe hồi xưa là đi chở sếp đi tỉnh, giờ bây giờ quay về lái xe tải ra thành phố. Vậy là tôi đoán trật rồi, chết quất luôn. Thôi bây giờ nói đi. Có chị kia, chị làm cùng cho số điện thoại vợ em. Nhỏ đó nó dễ thương lắm, mày đi tán, thử tán coi. Hẹn vợ ra công viên này là gặp vợ, hẹn vào quán cà phê. Rồi em gặp vợ em thì là cái ấn tượng đầu tiên của em về cô gái này như thế nào? Hồi xưa nhỏ con lắm, nói cũng nói nhiều á. Gặp ảnh thì nói chung là to cao cũng đẹp trai, nhưng có cái điều là hồi đó răng còn bị xuống. Ảnh ít nói lắm, đi chung với anh kia nói không à. Anh kia hỏi tên tuổi ảnh, cái ngồi anh mím anh cười chứ không dám cười rộng nữa, tại xấu hổ. Cũng thấy được tại vì thấy tánh hiền mà cái mặt cũng hiền thiệt. Mà chị không biểu sao mà em tán được cái cô này hay thiệt á, tại vì lúc nào em ngơ ngác vậy nè, em ngơ ngác. Có nghĩa là khi hai đứa gặp là chắc mình cổ nói thôi. Còn em cứ ngơ ngác em nhìn vậy thôi đó phải không? Anh hỏi thiệt em, từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ em có bao giờ gây lộn với vợ em không? Có chứ, nhiều lắm. Gây lộn có bao giờ thắng vợ không? Dạ không, thua không à. Thua chắc luôn à. Tại vì lúc đó ảnh cũng hay ghen lắm. Em thì cũng coi như ảnh là người đầu tiên, nhưng mà trước đó thì có cái anh kia là mới tìm hiểu vậy thôi chứ chưa có tính chính thức quen gì, cũng thiệt tình kể cho anh nghe. Mà mỗi lần ghen tu là cái đập điện thoại, tánh gì chứ mà nóng lắm, đập điện thoại lúc quen chắc đập 7-8 cái á. Là tụi em quen nhau cũng 5 năm hả? Dạ đúng 5 năm. Cưới được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 2 năm 3 tháng. 7 năm mấy rồi? Dạ. Wow. Tụi em có sống thử nhau không? Có, quen được khoảng gần 3 năm là sống chung. Nhưng mà sống chung này là sống chung với chị gái của em.
cả hai gia đình đều biết hết chứ không phải là sống mà lén lút. Nhưng mà ai là người gợi ý cho cái việc sống chung với nhau? Mẹ vợ mới bảo là ấy thôi thì lên hai đứa ở chung đi, đây là ấy là có chị là chị nữa là cho nó đỡ tiền phòng vậy thôi. Vậy đó. Dạ. Dọn chung ở chung vậy rồi rồi có đi quá giới hạn không hay là cũng cứ rề rề vậy đó? Cứ rề rề thôi anh chị à. Nói chung là lúc đó vợ khó lắm, không có cho đâu. Nhưng mà tụi em còn rất trẻ mà đúng không? Dạ. Còn sao mà không háo hức? Có chứ anh. Được. Nhưng mà sống chung với chị gái mà không phải là sống với nhà mà sống trong cái phòng rồi mọi gái là chung với nhau hết, không có riêng biệt được. Thì chị cũng chị lâu lâu có đi mà. À, quen 5 năm sống chung 2 năm thì mới cưới thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả. Em đẹp. Là không có gì luôn á hả? Dạ, sống không chung khều, với chị gái anh có khều khều móc móc gì không? Dạ có khều chứ. Nhưng mà cũng làm nóng lên rồi cũng giận rồi thôi. Không làm được gì cả. Giờ biết tại sao nhỏ ít nói với ngơ ngác hoài. Vợ em nóng tính lắm. Thấy là em làm cái gì là sàng sàng là quát lên à. Ừ. Trong thời gian đó thì hai em có những cái biến cố gì xảy ra? Biến cố mà coi như là xém, coi như nghĩ là chia tay luôn là vì anh có người thứ ba. Wow. Dễ sợ. Trong cái anh này lù đù vậy đó mà ảnh vác cái lù cái lù thứ ba. Ghê thiệt luôn. Hay là vì em ức chế là em khều nó hoài không được, em nổi điên em có người thứ ba cho rồi. Dạ, không phải lúc đó thì vợ em cũng đang lúc hay giận nhau á, hai đứa hay cãi vã nhau lắm. Xuống dưới xóm thần gặp được hai nhỏ kia em bảo, quay lại em bảo là bảo thích em rồi. Một đợt đó về Nghệ An thì em cũng nhắn tin qua lại, sau em mới chạy từ Nghệ An ra Hà Tĩnh qua rước về Nghệ An rồi chơi mấy ngày Tết luôn. Là rước hai bé đó. Dạ rước con nhỏ mà, à rước nhỏ một bé à. Dạ. Nhỏ thích ảnh đó vậy mà. Dạ. Em nói không có gì không thì rước về có một ngày à, rước về có một ngày. Xong đi ăn uống đi nhậu nhạt với bạn bè xong rồi trở về lại. Sao vợ biết hay vậy? Mà đợt đó thì tự nhiên linh tính sao vô tra cái số điện thoại của ảnh thì thấy sao hay nhắn tin gọi điện cho cái cô nào mà sau 1-2 giờ đêm ấy. Nhưng mà lúc em biết thì cũng là xong xuôi hết rồi. Lúc đó thì em cũng có gọi điện cho cô đó. Thì em cũng nói là em là người yêu của anh Quyền 4 năm rồi vậy đó, cũng tính tới chuyện cưới hỏi này rồi. Thì cô đó cũng nói là lúc quen cô là anh Quyền nói anh Quyền chưa có người yêu. Có quen, có người yêu rồi nhưng mà chia tay rồi vì bố mẹ không thích quen xa. Anh nói như vậy ấy. Cô đó có kêu là nếu như mà quen 4 năm mà ảnh còn nói dối chị tới mức độ như vậy thì chị phải nên coi lại đi. Đúng là cô đó cô dán thêm một câu trắng luôn ấy. Em nghĩ là thôi rồi, em bỏ luôn á, em không quen nữa đâu. Ừ. Em sốc quá. Nhưng mà tới hồi em về quê thì cũng năn nỉ gọi điện giống như cái duyên, cái nợ, cái số sao rồi chấp nhận bỏ qua tha thứ làm lại từ đầu. Rồi sau đó còn chở cô nào nữa không? Dạ không, từ hồi cưới giờ thì không, có chuyện ghen tuông đồ hầu như là em không có. Quê cái thời gian mà dẫn nhau về quê đấy, có cái anh ấy gần nhà cũng thương lâu rồi. Nhưng mà em thì em có, em quen ổng thì em chỉ nghĩ tới ổng thôi chứ không nghĩ tới ai khác. Anh cũng ngỏ ý là muốn thăm nhà rồi cũng muốn cưới này kia. Lúc mà nếu như mà ảnh mà không kêu bố mẹ xuống cưới thì chắc em cũng nghĩ em buông ảnh rồi. Ảnh kêu bố mẹ, lừa bố mẹ vào từ ngoài Nghệ An đặt vé máy bay vào, hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi vậy thôi cũng đồng ý cưới luôn. Bố mẹ với bác xuống là vợ có đồng ý cưới đâu? Bố mẹ cứ nghĩ là em với ảnh là đồng ý với nhau rồi, quyết định cưới rồi. Thì lúc bố vào bố đặt vấn đề cưới như vậy thì em mới nói thẳng ra là em chưa có đồng ý. Tại vì công việc chưa ổn định, em nêu nhiều lý do lắm. Thì lúc đó thì bên nhà trai cũng tỏ vẻ không được vui ấy. Em cũng nghĩ kỹ, nếu bây giờ mình không đồng ý cưới mà trong khi bên nhà trai người ta đã sắp xếp hết rồi, rồi ảnh lại nói là thôi em đồng ý cưới đi, thì em cứ nghĩ là chắc là anh này anh tu tâm rồi, giờ biết lo cho gia đình mới vậy thôi, rồi đồng ý cưới luôn. Như vậy là cái đêm tân hôn rồi có loay hoay rồi có trắc trở hay là ngơ ngác? Về quê vợ đám cưới là lo ăn quay rồi nhậu nhẹt xỉ nó rồi cũng hết rồi còn làm gì nữa. chả có đêm tân hôn luôn. Cưới ở ngoài Nghệ An là ở đó 5 ngày xong rồi vào thì em đổ bệnh xong rồi sau đó mới có. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ hết sức luôn. Gần 6 năm trời đó rồi có vui không? Tàn sát rồi có trả sao? Thù cho nó tàn sát bánh nhà lồng nóc chợ đi. Em cuồng như khi vợ em không cuồng lắm đâu. Có mình nên em cuồng nhiệt. Dạ đúng rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Bắt người ta chờ gần 6 năm trời xong rồi không cuồng nhiệt không là sao trời? Nhỏ ngơ ngác. Rồi em có bị sốc khi mà vợ em không cuồng nhiệt không? Không, em cũng bình thường vậy à.
em bớt cuồng nhiệt luôn. Dạ là quen rồi, tại vì cái đó nó xảy ra thường xuyên rồi, cho nên mình cũng rất thùng chai luôn rồi. Tới giờ luôn hả? Dạ đúng rồi, cũng bây giờ như là có con nhỏ rồi á, giờ những cái lâu lâu về những khi vợ chồng có cũng được không có cũng được, tại vì đi làm về mệt mạnh, ai người ấy sống người ai người ngủ rồi thôi. Khiếu có thấy cái việc đó nó làm cho cuộc sống nó bị đơn điệu? Dạ cũng có chứ à, nhưng mà tại vì có nhiều thứ nó ép mình tới như vậy á, nhiều lúc cũng muốn thay đổi, cũng muốn nó vui hơn, nhưng mà giờ con cái đủ thứ nó lo hết cho nên là cứ vậy nó cứ đi. Nhưng mà em có thấy là đôi lúc em tủi thân về cái chuyện đó không? Dạ cũng có chứ. Có. Rồi em có nói với chồng không? Dạ có nói. Rồi chồng nói sao? Dạ thứ nhất là còn con nhỏ mà còn công việc nó đi nữa thôi, về về nhiều khi như cũng mệt, nhiều khi nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi. Dạ nó quen rồi, không thay đổi được, cứ vậy thôi là được rồi. Gì lạ lùng sủng vậy? Rồi bây giờ sao? Rồi sống với nhau thì bây giờ thấy những tật xấu của nhau như thế nào? Ảnh thì vô tâm, ít nói, mà đặc biệt cái là mê game, mê điện thoại, kêu anh ơi giữ con, là cứ tay bấm điện thoại tay con, chơi sao không biết, con té tự nệm té xuống, con khóc tím mặt tím mày chạy lên hỏi ủa anh con bị gì vậy, không sao hết, không có gì hết, không nói cho mình biết lạ con bị té như vậy đâu. Xong sáng ngày mai dậy thấy cái đầu con u nguyên một cục trà bá vậy, rồi vô tâm với vợ, đặc biệt cái là vợ buồn vợ khóc gì mặc kệ, gây lộn là cứ bỏ đi, để vợ nhà một mình, đi đá banh cũng đi, đi nhậu cũng đi, để vợ nhà khóc gì. Hình như là không có đặt cái tình cảm của gia đình lên nhiều. Anh sống hình như là giờ anh nghĩ cho cái tôi của anh vẫn nhiều hơn. Mà tới quyền đấy em, vợ em có tật xấu gì không? Em làm gì sai cũng vậy, em bảo em làm gì mà không vừa ý là cái đó đầu là la lên liền à. Nhiều khi bảo em làm á, nhiều khi em cũng làm biếng em làm lắm. Làm là không vừa ý là bắt đầu là la là chửi ấm sùm ấm lên. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính lại một chút thôi. Em mong muốn quyền thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn anh để tâm tới vợ nhiều một chút, thương con thêm một tí nữa, chứ còn hờ hững với vợ con lắm. Chị cảm giác giống như em có một cái thế giới riêng của em hay sao á nha, coi là khép kín lại á, đúng không em? Em không có cái nhu cầu tâm sự, không có nhu cầu bộc lộ với ai hết. Dạ đúng rồi, thì làm về chị biết ăn xong rồi đi ngủ thôi. Là đã ít nói chuyện rồi lại ít cái quan hệ nữa. Quan hệ vợ chồng á, em hiểu không? Dạ. Thì nó sẽ rất là nhanh dẫn đến cái chuyện là sống như hai người bạn. Dạ. Mới đầu thì là hai người bạn thân, về sau là hai người bạn không thân lắm, rồi đi đến cái vấn đề là giống như hai người bạn mà nó gần như là người bạn xa lạ đó, kiểu hai bạn thân mà thân ai nấy lo. Đó, tức là nó sẽ rất là dễ dẫn đến trường hợp như vậy. Thành ra là tụi em phải cải thiện cái mối quan hệ như quan hệ vợ chồng này. Dạ. Còn nếu tụi em không thể như thế được. Dạ. Em cũng mong là sau cái chương trình này, nhờ có sự góp ý của chị, rồi lên đây vợ nói những gì mà mấy lâu nay mọi giữ trong lòng ấy, hy vọng anh sẽ thay đổi được. Dạ. Phải cải thiện thì cuộc sống vợ chồng mới chất lượng được. Bắt buộc. Nghe cưng. Rồi. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Xin chúc hai em sẽ cải thiện được thành công. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi.